Vũ xin chào mọi người. Thì hôm nay là một ngày khá là bận rộn, mà làm việc từ sáng đến giờ cũng như ekip đã chuẩn bị từ ngày hôm qua. Chưa bao giờ mà Vũ thực hiện một bộ ảnh mà nó lại có cái sự mà gấp rút như vậy. Vừa mới hôm qua là quyết định chụp ảnh, là đã gọi và năn nỉ rất nhiều người từ nhiếp ảnh gia, năn nỉ thời gian của nhiếp ảnh gia để có thể dành cho Vũ một cái thời gian để mà chụp trong ngày hôm nay. Cũng như là make up, áo quần, tất cả mọi thứ đều làm trong đúng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Cho nên mình cũng cảm thấy rất hài lòng khi mọi chuyện đã đâu vào đó. Tại vì ngày mai là Vũ phải đi Mỹ rồi, mà đi Mỹ tới 3 tuần mới về lại đây. Sợ là khi về thì sẽ không kịp thời gian nữa. Cho nên hôm nay thì tất cả những người bạn diễn cũng đến rất là đông đủ để mà chụp ảnh với Vũ hôm nay. Và những bức ảnh thật là đẹp, thật lung linh và đúng y như cái concept mình đã đưa ra. Cho nên mọi người cảm thấy rất là phấn khởi và đã có cái bước đầu rất tốt đẹp cho cái live show lần này của Vũ. Và trong live show lần này, Vũ phải làm sao mà muốn mọi thứ nó phải đúng một chữ hoàn hảo. Dĩ nhiên mình sẽ không bao giờ được hoàn hảo 100%, nhưng mà nếu không được 100%, ít nhất cũng phải được 99.9. Cho nên là hy vọng là mọi thứ sẽ đâu vào đó, và cũng cầu nguyện ơn trên ban ơn cho mọi người cũng như là cũng chính Vũ để có sức khỏe và mọi thứ được đúng như ý mình muốn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại trong ngày live show của Vũ nhé. Xin chào.